Lại là Lizardman đây. Hôm nay tôi sẽ nói sơ qua về Common Snapping, một loài rùa được khá nhiều người thích và chọn để nuôi. Common Snapping có cùng họ với loài rùa Alligator Snapping và hình dáng ở bên ngoài của chúng gần như là giống nhau, nên cũng khá nhiều người mới chơi nhầm lẫn chúng. Đặc điểm của Common là đầu chúng nhỏ hơn và mai không có ba hàng gai như Alligator. Common có bộ vuốt dài và khá sắc, còn lại thì chúng khá giống nhau. Rùa Common đến từ các khu vực nước ngọt bao gồm ao, hồ, đầm lầy và các dòng sông suối chảy chậm kéo dài từ Canada đến Florida. Rùa Common là loài có kích thước lớn, kích thước trung bình từ 20 đến 36cm tính từ mai rùa và chiều dài đặt kỷ lục lên đến 49cm. Trọng lượng trung bình của chúng dao động từ 4,5 đến 16kg với kỷ lục lên đến 34kg. Khi nuôi Common thì các bạn cần chuẩn bị một bể kính đủ lớn để nuôi đến khi chúng trưởng thành. Lưu ý là không nên set up bể quá cầu kỳ vì chúng khá là nghịch ngợm nên có thể phá hỏng mọi thứ trong bể. Trong bể nên có thêm một điểm cao sát với mặt nước để cho rùa của bạn có thể lên để sưởi. Và sưởi thì các bạn dùng loại tích hợp UVB. Tia UVB giúp cho các loài bò sát nói chung và Common nói riêng có thể tổng hợp vitamin D3 và canxi, giúp cho xương hay mai cứng cáp hơn. Nếu bị thiếu hụt canxi thì bé nhà bạn sẽ có nguy cơ mắc phải một loại bệnh khá là trầm trọng, đó là bệnh MBD, một căn bệnh phổ biến của bò sát nói chung, hay nói cách khác là bị loãng xương. Ngoài ra, các bạn có thể bỏ thêm một chút sỏi hoặc đá nham thạch để tăng khả năng săn mồi cũng như tăng tính thẩm mỹ. Và nếu các bạn chưa biết cách set up hợp lý thì tại X Pet Shop họ cũng có dịch vụ set up luôn cho các bạn. Và với chiếc bể như thế này thì các bạn có thể nuôi được nhiều loại rùa khác nữa. Có một bể rùa như vậy ở trên bàn làm việc cũng giúp cho các bạn thư giãn đáng kể khi ngắm nó. Thức ăn cho Common khi nuôi cũng rất đơn giản và dễ tìm kiếm như tôm, tép, cá nhỏ và một số các loại động vật khác. Ngoài ra các bạn có thể mua thêm thức ăn chuyên dụng dành riêng cho rùa tại các shop bán rùa. Và mỗi ngày các bạn nên cho chúng ăn một lần và hãy bỏ thức ăn ra khi chúng không ăn, tránh tạo điều kiện cho các loại vi khuẩn và nấm sinh sôi, và như vậy chắc chắn là sẽ không tốt cho pet nhà bạn đâu. Và các bạn có thể mua máy lọc dành riêng cho rùa có bán tại shop. Nếu như không có thì các bạn hãy để ý và thay nước cho chúng à. Sắp tới mình sẽ làm nhiều video về rùa nước, và các bạn yên tâm, không chỉ có rùa đâu, sẽ có vô vàn các loài động vật thú vị mà mình sẽ mang đến cho các bạn. Nếu như thích video này thì hãy like, share và ấn nút đăng ký để ủng hộ kênh nha. Và mình sẽ để lại link X Pet Shop ở phía dưới phần mô tả dành cho những ai quan tâm. Còn bây giờ thì bye.